Bà Nguyễn Hoàng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thị trường Lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nửa đầu năm 2023, đơn vị đã khảo sát 42.800 lượt doanh nghiệp và 76.022 người lao động. Dựa trên dữ liệu từ khảo sát này, đơn vị tổng hợp mức lương tuyển dụng của các doanh nghiệp và mức lương người lao động mong muốn. Theo đó, các doanh nghiệp cần 23.049 người lao động làm việc với mức lương dưới 5 triệu đồng một tháng, chiếm 15% tổng nhu cầu nhân lực, chủ yếu ở các công việc như nhân viên thủ quỹ, kho, bán hàng, phục vụ, thu ngân, lễ tân. Mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng cần 39.363 nhân sự, chiếm 25,6% ở các vị trí như nhân viên nhập liệu, bảo vệ, kinh doanh bất động sản, kỹ thuật cơ khí, tư vấn viên, chăm sóc khách hàng. Mức lương trên 10 đến 15 triệu đồng một tháng cần 38.188 người lao động, chiếm 24,9%. Ở vị trí chuyên viên marketing, quản lý điều hành, kỹ sư cơ khí, tài xế xe tải, quản lý tòa nhà, nhân viên nhân sự, môi giới bất động sản. Còn mức lương trên 15 đến 20 triệu đồng một tháng cần 24.568 nhân sự, chiếm 16% ở các vị trí như nhân viên kinh doanh, truyền thông tổ chức sự kiện, quảng cáo, giám đốc nhân sự, quản lý kho, lập trình viên. Mức lương trên 20 triệu đồng một tháng cần 28.438 nhân sự, chiếm 18,5%. Cho vị trí kỹ thuật điện tử, phần mềm, công nghệ thông tin, nhân viên sale game, bác sĩ da liễu. Trong khi đó, nhu cầu tìm việc của người lao động với mức lương dưới 5 triệu đồng một tháng chỉ chiếm 0,7%, đa số ở các công việc giản đơn, bán thời gian. Có 11,5% nhu cầu tìm việc với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng, trên 10 đến 15 triệu đồng một tháng, chiếm 44,3%, trên 15 đến 20 triệu đồng một tháng, chiếm 24,5% và trên 20 triệu đồng một tháng, chiếm 19%. Như vậy, có gần 90% người lao động khi ứng tuyển công việc mong muốn mức lương trên 10 triệu đồng một tháng.